Những hình ảnh Nhã Phương, Trường Giang thân thiết bên gia đình hai bên ít ai biết. Trước khi về chung nhà, Trường Giang dường như có khá nhiều hình ảnh thân thiết bên gia đình bạn gái Nhã Phương. Thông tin Nhã Phương, Trường Giang xác nhận đính hôn vào cuối tháng 8 tới đang lan tỏa niềm vui cho đông đảo khán giả. Chuyện tình của hai nghệ sĩ tài năng đáng chúc phúc hơn bao giờ hết. Khi Trường Giang, Nhã Phương cuối cùng cũng tiến đến hôn nhân sau thời gian dài làm tốn giấy mực báo chí với nhiều sóng gió. Những thông tin cụ thể về hôn lễ, phía Nhã Phương vẫn chưa muốn công bố cụ thể. Tuy nhiên, nữ diễn viên xinh đẹp này mong muốn nhận được sự yêu thương và lời chúc phúc của mọi người với ngày trọng đại trong đời. Đồng thời, Nhã Phương cũng gửi lời cảm ơn với tình cảm và sự quan tâm của khán giả trong thời gian qua. Dù cả hai đã có thời gian dài yêu nhau và cả Trường Giang, Nhã Phương đều là những người nổi tiếng trong showbiz, nhưng họ đều rất kín tiếng trong chuyện tình yêu và gia đình. Phải ít ai biết được cặp đôi lại từng có khá nhiều những khoảnh khắc thân mật giữa hai gia đình với Trường Giang và Nhã Phương vào các dịp lễ quan trọng. Cặp đôi có mặt tại Buôn Mê Thuột, quê của Nhã Phương. Nhã Phương cùng Trường Giang về quê Nam Danh Hài ở Quảng Nam. Nhã Phương từng đến nhà Trường Giang chơi lúc cả hai mới dính tin đồn hẹn hò. Gia đình Nhã Phương cũng thường xuyên bị bắt gặp có mặt tại quán ăn của Nam Danh Hài. Nam Danh Hài, Trường Giang trong chuyến du lịch Phú Quốc cùng bố mẹ Nhã Phương. Trường Giang dường như có khá nhiều hình ảnh thân thiết bên gia đình bạn gái Nhã Phương. Sau tất cả sóng gió, tối 20 tháng 8, Trường Giang chính thức chia sẻ trên trang fanpage, thừa nhận về kế hoạch tổ chức đám cưới với Nhã Phương sau thời gian im lặng. Đúng như Nhã Phương đã chia sẻ hôm nay, sau thời gian dài chuẩn bị trước sự đồng ý của gia đình, trong tháng 8 chúng tôi sẽ làm lễ đính hôn, Trường Giang cho biết.